Xin chào cả nhà, lại tiếp tục thêm một cái sản phẩm đèn năng lượng dùng để đề co trang trí nữa nha. Cả nhà, em đố cả nhà biết cái sản phẩm này nó có tên là gì đó. Vâng, nó là chính là sản phẩm bồ công anh. Với cái thiết kế độc đáo mới mẻ như thế này, 10 bóng và chiều dài của đèn là 69cm và chiều dài của tấm pin là 10cm, chiều ngang là 6cm. Tấm pin này chính là tấm pin mono, có hiệu suất sạc cao hơn tấm pin poly 25% và có tuổi thọ là hơn 20 năm. Cái tấm pin như thế này thôi mà tuổi thọ khủng khiếp như thế thì các bạn nghĩ xem cái chất lượng của đèn nó sẽ như thế nào ạ? Mà cái sản phẩm này vẫn sẽ theo tiêu chuẩn chống nước là IP65, cho nên nó sẽ chịu được chống bụi nè, chống nước nè, rồi hoặc là chống côn trùng vào nữa ạ. Khi mà chúng ta hoạt động ở những buổi dã ngoại ngoài trời, cắm trại ngoài trời vào ban đêm, hoặc là tụ họp với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, người thân gì đó, thì chúng ta cắm cái đèn này xuống đất. Đây là một cái thanh cắm dùng để cắm xuống đất hoặc là cắm xuống bãi cỏ ở cái không gian ngoài trời, thì buổi tối đèn của mình sẽ phát ra một cái ánh sáng rất là đẹp, rất là lung linh. Và cái đèn này á, cái dung lượng pin của đèn là 600 mAh. Em sẽ úp cái tấm pin lại thử và test thử cái độ sáng này cho cả nhà thấy. Cái ánh sáng này là ánh sáng màu vàng, bởi vì em đang bật đèn quá sáng đó, cho nên là cái ánh sáng này nó sẽ không được hoạt động hiệu quả. Nhưng mà khi trời tối á, thì các bạn sẽ thấy được cái hiệu quả của cái đèn này. Nó sẽ mang lại một cái ánh sáng sáng cho cái không gian hoạt động của mình, và nó sẽ rất là đẹp, rất là lung linh nha. Và cái sản phẩm này là được bảo hành trong vòng 2 năm. Nếu như mà các bạn quan tâm đến sản phẩm thì hãy để lại số điện thoại ở bình luận bên dưới, nhân viên bên em sẽ gọi lại và tư vấn cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu như các bạn quan tâm thêm nhiều cái sản phẩm đèn trang trí khác vào dịp cuối năm này nữa thì có thể lên thầnđenviet.com. Sản phẩm bên em sẽ được miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và giao hàng hỏa tốc trong nội ô thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ được đồng kiểm sản phẩm. Khi mà giao hàng tới, các bạn cứ mở hàng ra xem, để khi có trục trặc gì về mớp bể vỏ thì các bạn sẽ liên hệ đến ngay số điện thoại 0989 883 872 để được hỗ trợ kịp thời nhé. Và video review sản phẩm đèn trang trí decor của em hôm nay là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.